You look at that. There's a price on. Trời đủ má, tao rất thật. Trời ơi, tao có cái mặt nạ, tao rất thật đẹp. Mày cứu luôn. Ăn lồn rồi, nếu có gì liên quan luôn. Nếu có gì liên quan luôn. I want the zoom. I think the zoom lens is good. What a stop! Oh no! I'm rich. Oh my god! My quivering bones. Lần đầu tiên ấp được đời rồi, nó bay. I waited for this moment. It's my moment to shine. Now, mắt là mắt nịt. Rất là mát mà này nào, mát là mát này, mát là mát này, mát là mát, mát. Bum. Cà rao, trang neo, voi son. Ôi, đừng, 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 đừng. Ôi ôi. Thế thế. Wow. Ok. This is funny, this is actually funny. Guys, 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 guys. Wow, 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 wow. Hold up, hold up, hold up. Hold up. I mean, can we do it? It's obvious. Master of beasts. Có cái lồng mà mày đứng. The dream, guys. The dream we're looking for. Wait a minute. Từ từ rồi, bây giờ chỉ cần ra hai con chuẩn bài. Chuẩn cơm mẹ nấu nữa là đẹp. Rau này chỉ cần ra chuẩn cơm mẹ nấu nữa là đẹp. Cái lồng đã drop và cái lồng thi. Drop nếu xài thì được. Enchanted, I'm sure. Blip blip, I'm the robot. Và lockdown à. Thêm chan mèo vô luôn. Ui, mà mày đứng vậy là đẹp, mày đứng vậy là perfect. Bang! Trời này bơ không kick god được. Điên không? Ma 2 là khỏe cực kỳ mạnh luôn á, thề. Enchant chết là ok nè, enchant chết thì perfect. Enchant chết thì rất là hợp để đánh với bài God. Ui, tim là xấu ho. Ui, điệp mày hấp dẫn. My quiver and bow are ready. Thực ra tại The Roll nó không hiến quá đi chứ. I'm Rizrak, don't touch me. Đây là đủ hăng tờ nè. Rồi, từ từ. Từ từ, cứ từ từ. Ui, tóc tờ perfect rồi nè. Thì em cũng perfect rồi nè. Tiếng khác nhờ. Bây giờ up con này hao 2, up con 22 nào ngon là được. Đấy, đủ mà nó giả cho mà xem. Bưng. Ôi. Hấp dẫn thế, con nào cũng đang muốn cống hiến hết. Từ từ, vẫn đang ngon. Mình chúng ta phải bảo vệ mấy con cống hiến lại đã. BH không ta? BH cũng ok đó. Assassin à, xin. Ui. Cả cả che cũng ok rồi. Bum. Action hand. The stars are in alignment. The dream giữa Alma và Furion. Ok. Biết Master rồi, biết Master là ok rồi đó. Master of Beasts. Nó cần tiền mọi người à. Kiếm bài so cũng ok đấy. Nhưng mà bây giờ nó cần tiền. Chúng ta nên đi giày đi. Không biến sói được luôn. Đây mà so ta, đây mà so awesome vậy liền, tại sao lại bán cho mà so nhỉ? Thôi, thì tại bán CM trước đi. Ừ, ít khi nào xài CM lắm, tại vì đang có Hunter rồi. Nó là vàng. The dusk is always ready for a fight. Cho mỏng của Doctor vô cống hiến cho ta.
trận của đáp tự để cống hiến cho các bạn xem. Trời ơi, nếu cống hiến thành công rồi. Nếu cống hiến thành công rồi, bị shut down rồi. Enchanted, I'm sure. Rồi, vẫn hơi xấu. Với tự mana chậm quá. Một cục này rồi, vẫn chậm. Lên level 2 là đẹp. Thật ra thì cái... Biết sao không? Cái vàng Hunter á, xài God cũng được. Tại Hunter nó bị lộn xộn lắm. Anh Long nào cũng cũng sờ tát một quy ra đi luôn. Mình hay thế. Và lại Stone. Water Stab thì sao? Ôi, nếu có Water Stab rồi. Mình đánh bình thường là win nữa, đừng thủ dâm nữa, từ từ anh thủ dâm đúng không ta? Thủ dâm God làm lồn gì trời? Từ từ để coi ra làm sao nha. Thôi không thủ dâm nữa đâu. Ừ, nhập đi. Necrophos kìa các bạn. Mà các bạn biết đó, Necrophos mà đánh God thì nó hơi bị kinh vãi lồn đấy. Cái lồn mày nó có nên không ta? Necrophos mà win God thì nó cũng vãi lồn lắm luôn á, đâu phải giỡn đâu. Giờ thì lại đeo kích God được rồi nè, nhưng mà có nên không ta? BM ném rìu 3 giây thì sao? Hãy nghĩ tới tương lai. Rồi mày BM ném rìu 3 giây thì sao? Không! Tôi sẽ đi God đây! Không được! Phải God thôi các bạn nha. Không thể bỏ đi. Cho tao có hình tờ khác thôi. Ôi, my arrow pierces the wind. My pet thanks you. Xin lỗi các bạn. Eyes up and shields front. Cho tao có hình cho vai nom nữa này. Nó muốn lắm rồi các bạn à. Thề luôn, this is the dream you're looking for guys, come on. Đây là bộ bài chúng ta đã từng hướng tới. This is the dream we're looking for. I can see in your eyes. Ủa đủ mày mày tan rồi. Nó không cho đây là assassin rồi chứ không có gì hết. God. Bây giờ ra con Hunter nữa là đẹp, ra con Hunter nó để cho mấy con kia có đam. God được. Ôi nó God phải lồn nè. God được các bạn à, God được. Có đéo ọc rồi. Ra con Hunter có... Đùa mê God thật luôn này. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ba thiên còn hình tờ. My arrow pierces the wind. Con lòn BM chưa ném rìu của ta. Bạn ơi, God được, God mạnh luôn á, God được mà God mạnh luôn chứ phải God thường đâu. Bây giờ một con Hunter nữa thôi, kiếm một con Hunter nữa. À, Assassin nữa. Xài đỡ AM không ta? Không AM, xài đỡ được quên mất. Không thì 2 round nữa đi, 2 round nữa up level. Ôi round này phải up rồi. Bán ra do không ta? Nhưng mà God này thì không phải là God May mà là God Hunter. Đủ má God Hunter nghe nó ngu nha.
con bê mở ném rìu kìa, trời ơi. Trời ơi, nhìn kìa, trời ơi, Mobimat nữa này. Trời ơi, chị sao nổi, trời ơi. Ring of Heart, trời đủ má sắp có được kết hợp rồi các bạn à. Giờ ráng thêm một con nữa thôi, ráng thêm một con Hunter nữa là đẹp. Hunter ví dụ như con Windrunner là đẹp. Ui mẹ. Master of Beasts. When you're in the service of Salamene. Ui ui. Eyes up and shields front. Rồi Luna đây sao. Có anh tôi nữa này, bỏ hết cho con này để lấy con đó. Không được, bỏ ép vô mất gót. Hoặc là phải bỏ ép rồi bỏ trao nai vô nữa. Bởi cái bài gót này nó khó chơi rồi là nó chỗ đó đó. Venom hơi yếu nè, Venom mình bỏ ra một tí cũng được. Hồi ôi nhìn nó đông nha, hồi ôi nó vui nha. Ôi thằng lâu BH kìa, lâu BH các bạn, nó bắt đẹp cái lâu gì thế. Ôi hello BH hút Crystalis để bị giáp bắt đầu bắt đẹp. Lâu xúc sinh vậy. Ôi được rồi, up level thật ra thì bỏ được hết hết cái này. Bài bài may nè, thật ra bắt buộc á. Thật ra khỏi còn đi Hunter này cũng được. Tại vì Hunter này chỉ là sub last thôi. Ừ, khỏi đi Hunter nữa ông ta. Hunter, hoặc là Hunter lấy kích Naga nhưng mà... Từ từ đi, chẳng còn nhiều sự lựa chọn lắm. Chết mẹ rồi, lòn bị mất lớp rồi. Rồi, mẹ nó. Cay thế, ba tiền. Monster kill. Eyes up and shields front. Trời ơi, nó sắp tới rồi, nó gần lắm rồi các bạn ơi. Ráng win thêm một round nữa là bắt đầu up level rồi đẹp. Hay run cái không ta? Thôi khỏi cần run, sắp tới rồi, sắp ra rồi, sắp ra. Ôi. Không, Venom, Venom, Venom nó giật mạnh, Venom nó phun nhanh, nó lên nhanh là nó được có đồ chơi à. Thật ra hai gót đứng dậy hơi sai nè, hai gót đứng dậy nó không có đỡ đam gì lắm. Thằng con dưới đây nè, rồi BM đứng đây nè. Ừ đúng rồi, rất được. Hô đụn phòng thủ, phòng thủ mấy đứa. Ừ thấy không, hai con này nó bị nó đứng nó tăng hết đam với nhau rồi. Thôi còn mấy đép đéo. Ôi 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 còn tôi bê nó chỉ một đồng. Từ đi. Thôi ôi, kích cầu, kích cầu. Tới A không ta? Đó là tới A luôn rồi chứ còn bây giờ. God of War! Sisters sent me. Damnation righteous. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp ơi, đẹp ơi, đẹp ơi. Ồ mày mày, coi mày gót của anh xuất hiện nè con. Kỳ lạ chưa, kỳ lạ chưa. Thôi thằng lồn đứng đứng. Nó bị sai lầm. Nó kỳ lạ chưa. Thằng lồn sai lầm lâu vậy. Lộn xộn vậy. Mày đu á, mày đu khó xài lắm. Bây giờ làm sao mà cho con gót này, tại vì tụi nó xếp bài toàn mình phải đi lùi á. Bây giờ làm sao mà cho con gót này nó đứng nó tăng hết đam luôn là đẹp. Nè, trong đêm đứng đây là ok. Làm sao mà lộn gót này nó cống hiến một cách hiệu quả nhất ta. Đừng, nó đừng di chuyển nhiều quá.
God thì vẫn phải là May, chưa thấy God nào khác nó rải hơn á. Tại God thì vẫn cool down, mà cool down thì chỉ có May thôi. Enchanted, I'm sure. Ôi, nó cắm nhiều vậy. Ôi, được bất tờ. Ủa? Ờ, may quá. Ôi, được mày nó combine luôn kìa, hay quá vậy. The Stormcrafter comes. Ủa má, làm tin mà soi ra kia đứng rồi. Chán rồi. Trên tờ soi đến đây là bơ phạt rồi. Trời ơi, được mà mày không thể, không thể công phá được đội hình. Được gấp tài cho ta. Ừ, đang có được gấp tài rồi. Rồi, giờ cứ bút. Rồi, hôn thôi, hôn thôi. Hôn cờ thôi, hôn cờ thôi. Dạ ta. Thế à, gã nên đứng đây đi. Con Venom đứng chỗ này dễ chết vậy, có cách nào con Venom đứng chỗ khác mình cái bị assassin sọc không ta? Này để mình coi sao bên mở đây đứng ta. Ủa máy sách đừng là để cấp tờ thì lát bỏ b bỏ bm mà bm là không muốn thanh tờ nữa mà bỏ bm giờ bây giờ chỉ bị mỗi assassin sọc phía sau thôi á. Mà để sao mấy lòng assassin này bắt đầu bị to thật là cái giọng khiên là cái giọng khiên nó bắt theo cái là quay gặp bạn lâu ăn trời ơi là trời cái gì đâm nè đồn cái rồi ui bút này enigma bị dính elemental. Hôm nay nếu mà cũng đau lâu không? 10 giây, combat cũng không 2 lần đâu. Bút mà, hay là con Venom mà nó hết công hiến rồi. Thôi ôi, nó đã nha. Thôi ôi, chiêu đó kìa. Quá nhiều chiêu thức. Cái năng sạc tay A không ta? Thật ra tay A, từ từ đi. Nếu mà khó quá thì kia sắp gần á, từ từ em anh chuẩn bị rồi giờ up chính rồi, up chính đây lấy con cố gắng có phần trăm roi chết là được. Bây giờ phải có con nào đứng yên ở đây nè, con nào đứng yên ở đây mà sống được ta, tay dài là con bm nó lại nhảy ở đây nó đỡ đam giùm ngu học vậy. Nói gì con Venom mà lên 2 thôi là đẹp. Ôi giờ gặp cái thằng lồn mày rồi. Được cái là thêm bà son nó lúc nào nó cũng đứng sau nó bảo vệ hết cũng ok. Là thêm bà son này cứa đã vậy. Đó bắt đầu nó hơi khó chịu rồi đó. Phan Venom á, bây giờ Phan Venom không thấy được con nào đó. Con Venom nó đang kích Warlock. Cái bài hiểu là cái bài God này đó có Warlock rất là bá. Tại vì Warlock bây giờ hút máu phép nữa. 1, 2, 3. Thôi ủa má, rau cà rip rồi, up time. Thôi kệ, mất có 1 đồng. Nó sẽ có được rau rip sau. Bây giờ thật ra nó mà rớt cái Void Stone thôi là mình chân. Ôi, mày đứa xác này. Rớt cục Void Stone thôi là đẹp. Ôi, đứa xác nè. Xem là sao. Thôi giờ cứ roll đây. Không có gì hay hết ta, gấp tờ. The Stormcrafter comes. My spirit returns to flesh. Quên chờ trên Warlock.
Melissa. Oh my beauty. Kia ta lai cung ca. Time to shove off. Hay là game này khỏi chơi CM ta. Thật sự là round này mình khỏi chơi CM được không ta? Ôi cái lồn gì vậy? Ôi thằng lồn mày phải lồn vậy? Ôi sai lần nữa chứ. Đủ mẹ mày. Lồn có chết rồi mới ghê chứ. Ờ khỏi chơi CM đi. Tại giờ CM có một rồi up lên lâu lắm. Má rồi cái gì đó liên quan gì vậy trời. Alo. Motherfucker, I'm real. Baby I'm real. Nhạc lên thật phiêu. Chết con mẹ tụi mày rồi. Có vậy chuẩn bị từ từ đây. Chúng ta tính đường. Chúng ta tính tường Baby I'm Real thôi. Bỏ Rayo đi cho Enigma đi. Baby I'm Real. Khỏi kích may ông ta. Khỏi kích may đi. Má từ từ ấy. Hay là vẫn coi coi con nào lên trước. Thôi ra bây giờ có mua con nào lên 2 trước thì xài con đó à. Thật. Đó là cách duy nhất luôn á. Má đâm nhiều quá. Nè cấp tà. Thôi được rồi, Venom ơi. Đã tới lúc được mà em nên ra nghỉ rồi đó. Thôi, được rồi, bỏ Venom đi. Venom bây giờ cống hiến chậm quá. Bây giờ con nào là con mà mình được, mình nên cho nó nhiều hy vọng nhất ta. Mình nghĩ là con được gấp tờ đó. Bây giờ chỉ có Disruptor. Tại vì Disruptor mình phải cần Disruptor mình đấu với thằng May còn lại. Còn một thằng cầm May vết nữa. Thì chỉ có Disruptor mới đấu lại nó thôi. Thằng May còn lại đâu rồi? Thằng May còn lại xếp đâu vậy? Đây rồi xếp trái. Ủa trước mặt mình luôn hả? Rồi được rồi. Enigma vô đến Elemental. Mà dính Elemental thì lại bỏ Rayo. Bỏ Rayo lại mất May. Chứa con thay á, quan trọng là chứa có con thay thôi. Mana ông ta hình như vẫn cần CM thì thôi. Mana lên đấy kìa. Đúng rồi. Vẫn cần CM đi. Bây giờ bán Timber nè. Bây giờ phải cờ một con May. Bây giờ đang tính tìm một con May nữa. Thật ra bây giờ bán Rayo bỏ CM vô. Xong rồi up 10 bỏ Enigma vô. Hợp lý không ta? Để hợp ký em ta. Ô Enigma Deadpool 5 giây vãi lồn thiệt được mà. Chơi hay nghỉ. Hình như mình lùi xuống một bước được đúng không ta? Ôi bro Sony Hammer cái lồn kia. Thêm Doom này, thêm Vui này.
đung mà đung mà bắt thì bắt up thì mạnh hơn. Martimber đi. Martimber thật ra chúa ghê luôn á. Nếu mà mình thích thì mình thích Martimber hơn á. Chắc lùi số 1 ô được nhờ. Con nào mà xài chiêu và sau cùng đứng ở trong được ta? Phải đứng dậy kỳ cục quá. À, còn bị tấp tờ anh tay hoài luôn á. Sao bên kia chơi chiêu? Còn bị tấp tờ anh tay hoài luôn. Trời ơi, đẹp mà lòng đi tấp tờ anh tay hoài luôn. Lấy gì mấy lòng đi chơi trời. Ai tố du, ai tố du. What did I tell you, hả? The Stormcrafter comes. What did I tell you? This is the best. The Stormcrafter comes. No man. Điều có quá đáng quá không ta? Điều có quá đáng với điều này. Quá đáng với mọi người quá không ta? Má ơi, đừng giúp. Trời ơi, mắc cười quá. Đủ mấy có quá đáng với mọi người quá ông ta. Trời ơi. Anh Tây nè, xong rồi lại anh Tây nè. Xong rồi lại anh Tây nè. Xong rồi lại anh Tây nè. Xong rồi đồ ăn lòn rồi đấy, bây giờ chơi game luôn. Trời ơi, đẹp, mày mày ai gặp tôi chắc đẹp rồi mày tự quỷ rồi đi. The spoiler. Nó khó chịu vãi lồn luôn á. Nó khó chịu vãi lồn, nếu mà khó chịu thường nữa. Rồi thì em đây luôn rồi, rồi xong rồi thôi, áp cao thôi, áp cao, áp cao. Cái lồn mẹ nó. Mấy này chơi game không coi ngày rồi. Tụi bay chơi lộn game này. Ơi lộn, lộn đúng cho em chứ vậy. SF cooldown này mà anti 5 giây. Top 10 thằng nào hả? Cố gắng anti trước là được. Ôi nó còn không có được drop tờ nữa. Vậy thôi mày, tụi mày ăn xét nó chết luôn. Cái nhà này đéo được thầy chiêu luôn. Là cái đéo được thầy chiêu luôn, tồi lấy đâu. Tưởng tượng mà con đẹp top này mà có mà... Ice is nice. Mình muốn. The Stormcrafter comes. Để drop tờ 3 thì sao? Ôi có lít mà. Nhưng mà lít bị kích undead đéo được. Nó đéo chơi được. Cay thế. Ice is nice. The Hunter Feast. 30 giây, 30 giây mà chia cho 4 là nhiêu ta? Lòng má. Nhiều xấu thế. Hấp dẫn thế. Thôi đủ mất bên tay trước rồi, ăn lồn rồi. Ôi không sao. Xét trả, xét trả, xét trả mấy đứa. Xét trả, xét trả. Ui giời mày sợ quá, sợ quá, sợ quá. Ui giời mày sợ quá. Để được rồi, để được rồi, để được rồi. Ôi để được rồi, bị sách đau rồi. Ô, bị sách đau rồi. Ủa mới thua nhà nào vậy? Ui đè bét vô luôn. À ngồi ngồi cái tay, ngồi xếp trái. Cây thế. Ngồi xếp phải là nó ra trái à. Đó hả, tại mình xếp né con tay nó ra trước là được. Ôi chị mẹ rau rồng. Ờ à, chắc mẹ rau rồng, rau rồng. Rồi á, từ từ hết hai rau nữa, 10 nó chẳng tiền. Ôi thua rồng hả, uổng nhở. Cứ máu lên không? Trời ơi, ráng ăn con rồng lấy được cái voice stone là ngon rồi. Ồ, thua con rồng luôn chứ. Ui, cút đi. Lồn tay chắc có xài đéo đâu. Rồng 35 nó ghê chứ. Ơ à. Thank you. Rồi, ốp ngu mất cái banh gua đó.
À, trời chút đi. Ôi, còn mỗi nhà này à? Vậy nhà này cứ xếp vậy thôi, rồi xong 2 được rất tờ đến đây được rồi. Thêm một round đi, F10 đẹp. Ồ, nó xếp lại rồi, nó xếp đè đầu mình rồi. Không sao, xếp đè đầu mình rồi. Quan trọng là được cho con TB anti trước. Ồ, chém rồi, một TB uống liền. Hơi dở rồi. Lần TB anti trước rồi. Phải bỏ con kia mình vô trong luôn mới được. Chết mẹ bên kia đi, chơi game rồi, chơi game rồi, chơi game rồi. Mẹ nó, phải địch tập tờ 3 mày nói chế chơi game được. Thì hình lập TB được chơi game. Hay thế nhờ. Mà sếp cái nào cũng còn ma mà cũng đứng đầu hết. Để cấp tờ đâu ta. The Hunter Feasts. Thử coi. Thử nghiệm ai. Con làm sao mà anh tí trước không? Ôi. Cũng tạm ổn mà. Đâm trước là được, đâm trước là còn TB là win nè. Má bây giờ chỉ cần được level 3 thôi là mọi chuyện nó khác bộ win rồi. Cái lô mẹ win rồi. Chưa được cái level 3 nữa. Trời ơi, mới được level 3 là. Trời ơi, lồn được level 3 rồi. Hấp dẫn rồi, biết gì. Từ từ thôi mấy ông cứ bắt luôn đi, để cờ vô làm nó thua rồi kìa. Mẹ. Trời ơi, mấy được level 3 bài gót thì sao trời. Mấy nó sấm sét, lồn chắc sấm sét liên tục luôn á. Đi mày mắc cười đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip vừa rồi của mình. Thì các bạn nào thấy hay thì nhớ like và share cái video này. Và subscribe cho kênh YouTube của mình nha.